Bây giờ chúng ta bắt đầu vào cái chủ đề hôm nay. Chủ đề hôm nay là có hai cái nội dung chính ấy. Nội dung thứ nhất là phương thức đối nhiệt và thủ thuật áp. Nội dung thứ hai là nguyên nhân gây bệnh theo y học cổ truyền. Thì xin một người ở trong lớp có ai đã đọc nguyên nhân gây bệnh theo y học cổ truyền rồi chưa ạ? Ngọc đã đọc chưa? Nói cho ạ. Thứ nhất là do môi trường, thứ hai là do cách sống, cái do cái nếp sống hàng sinh hoạt hàng ngày, thứ ba là do có thể là do di truyền, có một số loại bệnh cũng do di thứ tư là lười vận động, thứ năm là mắc một số bệnh béo phì, thứ sáu là dùng các chất kích thích. Đấy là nguyên nhân gây bệnh nhé à? Vâng. Đấy là nguyên Thứ nhân gây bệnh bảy là là tiết nữa. đấy là Ngọc nghĩ ra đấy chứ. Nguyên nhân thế vậy. Ngọc liệt kê theo cách trường phái vào đấy chứ. Có ai bật cái thông tin ở trên mạng là nguyên nhân gây bệnh theo y học cổ truyền thì như thế nào không? Con xin mời một sơ nhé, mời sơ Vân ạ. À. Nguyên nhân gây bệnh theo y học cổ truyền. Em nêu được không thầy? Xin mời ạ. Vâng, theo y học cổ truyền thì có ba nguyên nhân gây bệnh chính, đó là nội nhân, ngoại nhân và bất nội ngoại nhân. Vâng, cái nội nhân là do thất tình, ngoại nhân là do lục khí và bất nội ngoại nhân là do chấn thương các cái loại khác như là trùng thú cắn rồi chấn thương rồi té ngã vân vân. Em được biết là có ba nguyên nhân đó. Khánh Bằng có thể nói về cái tỷ lệ là cái nào chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm, cái nào chi phối cái nào không? Cái phần trăm thì em không nắm rõ nhưng mà cái nội nhân là phần lớn là bị nhiều nó tác động chính, còn cái ngoại nhân là do lục khí Lục khí nó nội tác nhân động lục từ khí bên ngoài tác nó nhân. vào thì nó chỉ gây một số bệnh về lâu về dài thì nó sẽ gây gây nên bệnh về bên trong, còn bất nội ngoại nhân thì nó do cái trong cái cuộc sống nó vướng phải như là chấn thương rồi rắn cắn trùng thú cắn mọi thứ thì theo em, còn tỷ lệ chính xác thì em không không nắm được. Thế xin hỏi là COVID, SARS-CoV thì nó thuộc nội nhân hay ngoại nhân hay bất nội ngoại nhân? COVID là một yếu tố bất nội ngoại nhân. Bất nội ngoại nhân. Thế thì nó có bình đẳng với mọi người không? Nó khác khác với mọi người, ví dụ trong một gia đình có 5 người mà lại có 3 người bị, 2 người không. Trong 3 người thì một người rất nặng, còn 2 người thì trung bình. Thế thì nó khác nhau ở cái gì? Cái bất nội ngoại nhân này nó khác nhau cái gì? Tại vì cái ngoại nhân thì vậy là khí đúng không? Là khí hậu. Nó gọi là lục tà đấy. Thì nó như À, nhau đúng không? vâng. Thế thì nó khác nhau cái gì? Nó khác nhau cái gì mà môi trường giống nhau mà lại Khác nhau do cơ thể con người, do cơ địa của mỗi cá nhân. thế bạn có kể tên được 7 loại thất tình là những cái tên của cái cảm xúc đấy là cái gì không? Thì nộ ái ố thương Nói ra tiếng Việt đi, nói ra nói tiếng ra Việt tiếng Việt để vui cho buồn mọi người giận hờn hiểu. kinh hãi sợ. Đúng rồi, nói tiếng Việt đấy. Cái tiếng 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 Trung thì khó nhớ quá. Vui buồn lo lắng
kinh hãi và sợ. Vui này, buồn này, lo này, lo gì nữa? Kinh vui thì tâm, buồn vui buồn kinh là can, lo là tỳ, giận không nhớ được. đúng rồi, bạn đang làm đúng rồi. Bạn phải tra tên theo các cái tạng của nó. Tạng, vâng. Tim là cái gì? Vui. Phế là cái gì? Phế là không, phế là kinh sợ. Thế thận là gì? Thận là lo lắng. Thận mới là kinh sợ. Thận, kinh sợ, lo lắng là tỳ. Kinh sợ là hai cái nhé. Kinh khác, sợ khác. Thế kinh với sợ nó khác nhau cái gì? Sợ là sợ hãi, là kinh khủng. Thế nó khác nhau cụ thể là cái gì? Cái nào cường độ lớn hơn? Cái kinh nó lớn hơn. Thế ví dụ một trường hợp sợ với một trường hợp kinh như này. Rằng em sợ thầy giáo nhưng mà em không kinh thầy giáo, mà em kinh là kinh hoảng một cái gì đó nó quá ghê gớm. Rồi. Đi ra cái chỗ nào tối tối thì sợ, nhưng mà gặp cái gì nó sờ vào đầu mình cái là kinh hãi. Kinh hãi, vâng. Có nghĩa là cái sợ là những cái bối rối chung chung, chúng ta diễn dịch sai, chúng ta thiếu kiến thức, hoặc là chúng ta thần hồn nát thần tính. Còn cái kinh hãi là khi là mình gặp một cái gì nó cụ thể, nó quá sức chịu đựng của các cái giác quan, các cái suy diễn của mình. Thế còn gan là cái gì? Gan mật là giận. Thế còn tỳ vị là cái gì? Tỳ vị là lo lắng. Tỳ vị là suy nghĩ nhé. Suy nghĩ đấy. Thế còn phế là gì? Chỉ còn mỗi cái lo thôi. Phế là buồn nhé. Buồn. Buồn nản đấy. Buồn hại phế. Mình có 5 cái là tâm can tỳ phế thận đấy. Thì mỗi cái nó một cái rồi. Ai nhắc lại là vừa rồi tâm can tỳ phế thận, để chúng ta còn nhớ được 7 cái trạng thái chung ý chính này. Nó như là 7 sắc cầu vồng. Nếu mà chúng ta nhớ tất cả các màu thì không nhớ được, nhưng nó có 7 cái màu chính thì chúng ta cần phải nhớ. Mời Phúc Lộc thử nói lại xem nào. 7 cái trạng thái vừa rồi á, thì 5 tâm can tỳ phế thận là liên quan đến những cảm xúc nào? Dạ thưa thầy, tim là vui là tim ạ. Vui. Phế là buồn. Thần là kinh, can là giận, tỳ vị là suy nghĩ. Thận là sợ nhé. Dạ. Thế còn thêm 2 cái nữa là lo âu và kinh hoàng. Tức là thất tình nó có 7 cái nhé. Dạ. Thất tình nó 7 cái là vui mới chắc ẩn của tim đấy, buồn nản của phế, tức giận của can, sợ hãi của thận, suy nghĩ của tỳ, như thêm 2 cái là lo âu và kinh hoàng nữa. Dạ. Cảm ơn thầy. Tại sao chúng ta rất cần nhớ cái này, để nó kết nối với tất cả những cái kiến thức, những cái cơ sở khác của y học cổ truyền trong cái chẩn đoán và điều trị. Thì cái này mọi người phải thuộc. Thất tình, nói đến thất tình là phải nghĩ ngay đến cái việc là không phải là nó bị người yêu bùa, mà là 7 loại trạng thái cảm xúc tiêu cực. Thế thì mọi người nhớ cái này, nhớ câu chuyện này, câu chuyện này là của tôi chả của ai đâu, tôi kể cho mọi người nhớ 3 lần rồi. Ba câu chuyện để mọi người nhớ là câu chuyện thứ nhất đấy, là có một lần đấy,
tôi bị chó cắn theo cái cách này này, là tôi đã đi vào giữa 5 người rồi, nhưng mà con chó nó chui vào giữa để nó cắn tôi. Tại vì đời tôi là bị chó cắn quá nhiều rồi, tôi sợ chó, cho nên là tôi có len vào giữa thì nó cũng len theo nó cắn tôi, chứ nó không cắn những người đứng bên cạnh. Tại vì con chó nói riêng và các con vật nói chung nó cực kỳ nhạy cảm với trạng thái bất bình thường. Nhưng bất bình thường không có nghĩa là cần ông phải thể hiện ra ngoài, chỉ cần cái sóng, cái suy nghĩ của mình nó tạo ra một cái sóng thôi, nó nhận diện được ngay. Cho nên là ai mà xem phim Bao Thanh Thiên hay là đọc những cái chuyện huyền môn thì mới biết là có những loại rắn khi mà chúng ta thò tay vào đấy, chúng ta nói dối là nó cắn luôn. Có nghĩa là nghĩ mà đằng nói mà nẻo là nó cắn luôn. Thứ hai ấy, là có một lần ấy, là tôi đang đi ở ngoài đường ấy, tự nhiên tôi nghĩ đến một người tôi tức. Xong rồi tôi tức xong tôi mới nghĩ ra một cái việc nó giống như là nó tà. Thế ngay lúc đấy tự nhiên mình lại đi vòng vào cái chỗ có những cái bóng râm, lẽ ra cái đường nó rất rộng thì nó có cái bên đang sáng. Tự nhiên vô thức của mình nó đi sang phía mà có những cái tán cây nó che mất cái ánh nắng ấy. Thế và ngay lúc đấy thì có một cái cành nó rắc rắc cái nó rơi xuống cái, thế là mình tránh ra được. Xong mình giật mình bảo thông điệp gì nhỉ? Cho nên tại sao người ta nói là cái người mà âm tính ấy, là cứ quay mặt vào tối, sợ ánh sáng. Mình chỉ nghĩ đến cái điều nó tà ác thôi, cái lập tức mình đi vào cái chỗ tối ngay. Cái đấy là vô thức của mình đấy nhé. Và sau này tôi quan sát rất nhiều hiện tượng thông qua những cái hành vi hành xử hàng ngày này. Một lần nữa là thế này ạ. Tôi đi đường tôi nghĩ tiêu cực. Và không biết tại sao là tôi đi, tôi cứ sát dần, xong tôi đi tít vào trong ven. Tôi đi vào cái ven mà này bên ngoài nó rộng không đi, mình đi tít vào bên trong. Cuối cùng mình đang đi, mình thấy cái con chó nó thò mõm ra, nó gầm một phát. Nó ngay cạnh người mình, nó gần như cắn được mình rồi, thì mình nhảy bật ra ngoài. Và mình giật mình phát hiện ra là tại sao mình lại đi sán vào những cái chỗ mà nó tối, mà nó bẩn thế này. Chỉ vì trong đầu mình đang nghĩ những cái tà dâm. Cho nên là chính những cái suy nghĩ và cảm xúc trong của mình ấy, thì nó mới hấp dẫn cái cách, nó mới chi phối, vô thức chi phối những cái hành vi lời nói của mình. Và những cái đấy nó có mùi, nó có hương vị để nó hấp dẫn cái sự kiện đến cho mình. Mình sẽ đi vào cái chỗ nào và cái gì nó sẽ đón mình ở đấy. Cho nên với các nhà huyền môn ấy, thì không có cái gọi là ngoại mới bất nội ngoại, mới bất nội ngoại đâu, mà tất cả là thế giới bên trong quyết định hoàn cảnh bên ngoài. Tâm sinh tướng, tâm sinh cảnh và tâm sinh ra cả thế giới này. Khi mà chúng ta chết đi, cái tâm nó không còn ở với ta nữa thì thế giới mất hết, không còn cái gì nữa cả. Chả còn cãi nhau quan điểm khác nhau về diễn dịch thế giới này như thế nào nữa. Cho nên là trong y học cổ truyền thì là nội nhân, ngoại nhân là 6 loại khí hậu đấy. Nó gọi là phong này, hàn này, thử, thấp, táo, hỏa. Phong là gió, hàn là lạnh, thử là nóng, thấp là ẩm, táo là khô, hỏa là nhiệt. Tại sao cũng cái gió đấy nhưng mà lại cứ có người ốm, có người không? Cũng do trạng thái hormone ở trong cơ thể chúng ta. Đấy là chính khí của chúng ta. Mà cái chính khí đấy thì nó ai làm ra? Bố mẹ truyền cho chúng ta một phần thôi. Còn cái hành trình chúng ta lớn lên ấy, như thế nào thì nó quyết định. Nếu mà ai lên mạng và đánh cái tên những cái ông này này, những cái ông như là trong Việt Nam này có như là Ngô Đức Vượng,
hay là Đỗ Đức Ngọc, hay là các cái diễn giả, có cái diễn giả Nguyễn Xuân Lâm đấy, hay là nước ngoài gần đây có một cái tiến sĩ trẻ rất là giỏi, Bi Sao Rút, bệnh tiểu đường đấy. Đấy là những người lúc bé rất là yếu. Bi Sao Rút là rất là yếu, bệnh tim, bệnh phổi, đủ các loại bệnh. Mà bây giờ ông là kỷ lục gia về sức khỏe, kỷ lục gia về trí nhớ, là tiến sĩ y rất là giỏi. Chủ tịch hội GNET của Trung Quốc, phụ trách Trung Quốc. Thì cái nguyên nhân đấy ấy, chúng ta hôm qua chúng ta học về nguyên tắc là khám chữa bệnh là phải tìm ra cái gốc của bệnh. Bệnh cấp thì chữa ngọn, bệnh mãn thì chữa gốc. Đúng không ạ? Cho nên khi chúng ta tìm ra cái gốc bệnh ấy, thì ngọn chúng ta chữa, nhưng mà gốc chúng ta phải chữa. Trong cái nguyên nhân gây bệnh ấy, thì hôm nay mình giới thiệu qua với cả lớp là mình có một cái chủ đề về nguyên nhân gây bệnh. Thì chúng ta có thể theo bất cứ cái quan điểm nào. Tuy nhiên, khi mà chúng ta tiếp cận nhiều quan điểm á, thì lúc đấy đôi khi có những quan điểm nó cho chúng ta tiếp cận những cái giải pháp rất là dễ. Theo đông y là gốc nhà mình nhé. Theo đông y về cơ bản là mình xác định y học cổ truyền về cơ bản nó là gốc đấy. Nhưng mà chúng ta có rất nhiều cách để chúng ta tiếp cận, để chúng ta tăng cái năng lực xử lý vấn đề đi. Đây là cái chủ đề mình chia sẻ cuối tháng 8. Nguyên nhân gây bệnh. Nguyên nhân gây bệnh thì đây là cái quy trình nhà mình nhé. Đây là cái quy trình chúng ta tiếp cận với bất cứ bệnh gì nói chung, nói riêng. Thì chúng ta đều phải là xem triệu chứng của nó là thế nào. Thứ hai là nguyên nhân diễn biến biến chứng của nó sẽ là gì. Chẩn đoán, xác định và chẩn đoán phân biệt. Thứ hai là nếu không chữa thì nó biến chứng và tai biến thế nào. Điều trị và phục hồi. Phòng ngừa và các lưu ý, đây là cái bước chính. Một cái xe mà mình đang đi, tự nhiên nó bị kẹt cứng bánh lại, nó không đi được nữa. Thì triệu chứng của nó là kẹt cứng bánh. Lâm sàng là kẹt cứng đấy. Thấy bánh nó dính vào cái một càng một bên đấy. Nhưng mà cận lâm sàng ấy thì nó kỹ hơn. Cận lâm sàng là nó có cái xăm cái lốp chỗ đấy, nó mỏng còn có 0,2% thôi, cho nên nó chửa bung ra. Cận lâm sàng là phải đo đạc bằng máy móc thiết bị. Nguyên nhân của nó là gì? Diễn biến như thế nào? Nguyên nhân của cái xe, cái lốp nó chửa ra là đi lâu quá nó mòn. Chẩn đoán lúc đấy mới ghi là lốp xe bị chửa. Đấy, chẩn đoán là lốp xe bị chửa. Trường hợp khác cũng bị kẹt, nhưng mà có thể là do phanh, nó bị dắt phanh. Có trường hợp thì càng nó bị cong vào. Biến chứng, tai biến, nếu mà không chữa thì nó sẽ nổ và không đi được, đúng không? Thứ nhất là không đi được, hai là cố đi thì nó nổ. Điều trị là phải tháo ra để hàn vá lại. Phòng ngừa và các lưu ý, thỉnh thoảng phải kiểm tra xem cái lốp nó như thế nào, đúng không? Cho nên ở đây nó có một cái là nó gọi là nguyên nhân. Tất cả là một cái bệnh mà nắm được nguyên nhân thì đấy nó mới thể hiện cái đẳng cấp. Vì có nguyên nhân thì mới chữa được gốc. Vì có nguyên nhân thì chúng ta với điều trị
đâu ra đấy được, vì có nguyên nhân thì mới phòng được. Vì có nguyên nhân thì mình cắt cái nguyên nhân đi, mình chữa nó mới hiệu quả được. Chứ một đằng nguyên nhân của nó là có người hất xăng vào và một người thì cầm lửa đốt. Thế còn mình thì cứ chữa cháy thôi. Chữa cháy xong mai nó lại cháy, thế là ra nó lại hất xăng, nó lại bật lửa. Nhưng mà khi mà mình xử lý được cái vòi xăng nó không xịt ra nữa, cái tia lửa điện nó không có nữa thì mình dập một lần là nó hết. Đây mình chia một số tiếp cận nguyên nhân đấy. Thì vừa rồi là chúng ta nói là đông y ấy. Thì đông y đây nó thêm một số cái trường phái nữa là stress là nguyên nhân gây bệnh. Thứ hai là sáu trạng thức là nguyên nhân gây bệnh. Thức ăn là nguyên nhân gây bệnh. Cột sống, tình trạng tư thế nhịp điệu là nguyên nhân gây bệnh. Rồi thì tâm là nguyên nhân gây bệnh. Tất cả thực ra nó là một, nhưng nó là các cái góc nhìn, các cái quan điểm, các cái cách tiếp cận khác nhau. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết, chúng ta nếu mà khi mà chúng ta tiếp cận tất cả những cái này ấy, thì tự nhiên là cái bức tranh về nguyên nhân gây bệnh nó rõ hơn rồi. Đây là nói về cột sống, nguyên nhân gây bệnh. Cuối cùng nó cũng từ tâm thôi. Tại sao nó lại kẹt cái nốt sống nọ? Tại sao nó lại kẹt nốt sống kia? Tại vì theo cái quan điểm hiện đại ấy, thì khi mà nó chức năng của một cái bộ phận nào nó có vấn đề thì ở đấy nó gây bệnh, nó mất cân bằng rồi. Thì chúng ta hình dung cơ thể chúng ta nó như một chỉnh thể mà tự nhiên có một cái địa phương nào á, chính phủ nói thì không làm mà nó phản ảnh lên thì chính phủ cũng không có phản ứng gì cả, thì đương nhiên là nó bị không đồng bộ với cả cơ thể, thì lúc đấy nó sẽ mất cân bằng. Mình nói ví dụ như là, ví dụ đây là một cái chỉnh thể của một đất nước ở cái vùng này ấy, nó là cái tỉnh X thì mà chính phủ ra lệnh xuống dưới nó cũng không làm, ra lệnh một đằng nó làm một kiểu, nó có vấn đề gì nó gửi thông tin lên chính phủ cũng không phản hồi, không hỗ trợ. Thế thì có phải là cái này nó sẽ làm việc không thống nhất với phần còn lại không? Mà tại sao lại như thế? Tại vì tất cả là vấn đề tín hiệu. Vấn đề tín hiệu không được truyền đạt đúng cách và kịp thời. Mà tín hiệu thì nó nằm ở đâu ạ? Nằm ở trong cái hệ thống truyền dẫn của dây thần kinh chúng ta. Cho nên vì bất cứ một lý do nào đấy mà tín hiệu không thông, hoặc là tín hiệu nó bị méo đi, hoặc là nó sớm muộn không đúng lúc đúng chỗ thì là sẽ gây ra bệnh. Thế thì chúng ta lúc đấy chúng ta mới lại có bao nhiêu nguyên nhân. Đấy là chưa nói nhé, đấy là chưa nói là với tình trạng như thế nào thì nó sẽ thông tin nó sẽ theo kiểu gì. Cái cột sống này là cái dài hạn chúng ta sẽ tiếp cận, thì nói qua cái này thôi. Tại vì cái này nó là chính cái chúng ta đang nghiên cứu rồi. Nói qua một tí để mọi người nắm được cái cách mình chia sẻ thôi. Sau đấy thì mời cả nhà là xem cái clip. Đây là theo y học cổ truyền đấy. Y học cổ truyền là nội nhân này, ngoại nội sinh, ngoại sinh và bất nội ngoại. Bên trong là vui buồn giận lo nghĩ kinh sợ này, phong hàn thử thấp táo hỏa này, đàm ẩm ứ huyết ăn uống vân vân. Cái này chúng ta vừa nói rồi.
Cái này nó là cái để nó giải thích cho cái tương sinh, tương khắc, tương thừa, tương vũ là nguyên nhân gây bệnh. Tại vì theo cái học, cái thuyết ngũ hành ấy, thì chúng ta là, nó là một cái sự hợp nhất của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, vừa tương trợ, vừa kiểm soát, vừa ràng buộc lẫn nhau theo cái cơ chế nó gọi là tương sinh, tương khắc, tương thừa, tương vũ. Thì bất cứ một cái trạng thái mất cân bằng nào của cái mạnh hay là yếu mà nó quá ở trong một trong năm cái hành này thì đều gây ra mất cân bằng. Và khi mất cân bằng một cái ấy, thì cái cơ chế nó kiềm chế lẫn nhau để nó cân bằng lại mà không đảm bảo được ấy, thì nó phá vỡ hệ thống. Thì trước khi nó phá vỡ hệ thống thì gọi là bệnh, còn phá vỡ hệ thống là hy sinh. Thì nói qua thế này là sau này đằng nào chúng ta cũng học, nhưng mà nói trước một lần cho nhớ là ví dụ can là ngũ hành của nó là mộc, tim là hỏa, tâm là hỏa, thì mộc mà đốt lên thì ra hỏa, cho nên nó gọi là mộc dưỡng hỏa. Hỏa khi mà cháy thì tạo ra tro, thì tro nó bổ sung cho đất, mà đất nó chính là cái hành của cái tỳ vị, cho nên nó gọi là hỏa sinh thổ. Thổ thì nó chứa khoáng sản, phế thì là khoáng sản là kim đấy, cho nên nó gọi là thổ thì sinh kim. Kim mà đốt lên thì thành nóng lên thì chảy thành thành nước, mà thận thì là hành thủy, cho nên nó gọi là kim thì sinh thủy. Thủy thì lại nước tưới cho cây thì cây tốt, nó gọi là thủy dưỡng mộc. Đấy là tương sinh. Còn tương khắc, đây chúng ta để ý, kim là sắt thép với mộc và gan ấy, thì nó gọi là phế thì khắc kim. Đấy. Phế thì khắc mộc, phế thì khắc gan này này, kim thì khắc mộc, mộc thì làm sát đất, mộc nó làm sát thổ đấy, thổ thì chấn thủy, thủy thì dập lửa, lửa thì đốt chảy kim. Đấy, đây nó là tương khắc. Còn tương thừa là thế nào? Chính vì tim là mệnh hỏa, nó khắc kim, cho nên là nó có nhiệm vụ, nó khắc chế, nó kiểm soát ông kim này không được làm quá đáng, thì nó gọi là tương thừa. Tương thừa là thế này, nhiệm vụ của ông tim ấy là kiểm soát ông phổi, nhưng mà ông tim này ông mạnh quá, ông làm cho ông phổi sợ quá mà phát ốm, thì gọi là tương thừa. Ví dụ tim là cái ông cán bộ ở trên trung ương về phụ trách cái địa phương phổi này, thế thì ông xuống, nhưng mà vì cái uy quyền của ông lớn quá, ông xuống ông thét ầm ĩ làm cho ông địa phương thì sợ có phát ốm nữa. Đấy thì gọi là tương thừa. Nhưng mà trường hợp khác, ông phế là cán bộ của địa phương lớn xuống, như thế là kiểm soát ông gan. Thế nhưng mà này, ông phế này ông lại yếu, ông gan ông lại khỏe. Ông xuống ông có nhiệm vụ là ông bề trên, ông kiểm tra ông này, ông mạnh hơn ông kiểm tra ông này. Thế nhưng mà kim thì là con dao, lại con dao nhặt rau, mà cái ông mộc này thì lại cái gỗ cổ thụ. Thế là chạm vào ông một cái là mẻ luôn, thế là ốm luôn, nó gọi là tương vũ. Tương thừa, tương vũ, có nghĩa là cái hành mà bị khắc nó mạnh quá, nó dọa lại, nó phản ứng lại, nó khắc chế lại, làm cho cái hành cơ trên cuối cùng lại thành ra nạn nhân. Thì chính vì thế cho nên nó có bốn cái này, nó thông qua bốn cái này để nó chữa đi chữa lại với nhau.
Thì ở đây mình có để cả các cái đốt sống gợi ý đấy. Thận là L3 này, bằng quang là S3 này, nó gọi là, cái này nó liên quan đến, nó gọi là tạng phủ đấy. Các cái cặp tạng phủ, cái này nói qua thế để mọi người để ý. Cái này nó cũng là nguyên nhân nhé. Nguyên nhân theo cái quan điểm của học thuyết ngũ hành. Xét là nguyên nhân gây bệnh. Sáu cấp độ của trạng thức. Cái này là cái bạn Ngoãn hôm qua hỏi đây. Chúng ta tạm coi này nhé. Cái cấp độ mà gây ra bệnh đầu tiên là môi trường. Mình ở một cái chỗ mà nó có chất độc là mình bị nhiễm độc thôi. Môi trường mạnh hơn ý chí con người. Đôi khi ấy, mình có những cái người bạn, người thân ấy, mình phân biệt đối thủ, mình lại đi mình chọc vào cái công việc của nó, mình lại bảo là mày không được chơi mấy cái đứa đấy, nó là con bệnh đấy, đấy, môi trường đấy. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cho nên nếu không có đủ năng lực để thay đổi môi trường thì phải rời cái môi trường ấy đi chỗ khác thì khỏi bệnh. Chúng ta có những cái bệnh như là bệnh hen suyễn đấy. Chỉ cần thay đổi môi trường cái là khỏi bệnh thôi. Cái cấp độ thứ hai nó là cấp độ thói quen. Thói quen là không tập thể dục, lười vận động. Thói quen ăn nhiều. Thói quen đi nhậu nhẹt. Thói quen là đã ngồi là ngồi lâu. Thói quen là uống cà phê. Thì lúc khỏe thì không sao, lúc vui vẻ thì không sao, nhưng lúc mà chúng ta yếu ốm, chúng ta mệt mỏi, chúng ta stress ấy, thì những cái chất độc này nó phát huy cực kỳ giỏi. Thay đổi thói quen đấy bằng ăn uống lành mạnh, tập luyện phù hợp, tư duy tích cực, dùng những cái liệu pháp chăm sóc sức khỏe, bồi bổ sức khỏe không thuốc đấy. Thế rồi thì có những cái nâng cao nhận thức, sống có ý thức để nó có một cái tổng thể, thay đổi thói quen. Nguyên nhân thức ăn là nguyên nhân gây bệnh. Tâm độc là nguyên nhân gây bệnh. Rồi thì cách hỏi bệnh để khỏi bệnh. Đây là cái mô thức score, là rất nhiều người khi người ta hỏi bệnh là chúng ta đã khỏi rồi. Sơ bộ thế, cái này để chúng ta tham khảo về cái nguyên nhân thì nó có hẳn cái clip mình đã chia sẻ trên nhóm rồi thì... mong mọi người là quan tâm tham khảo thêm cái này. Đấy là quan điểm về nguyên nhân gây bệnh. Đấy là quan điểm về nguyên nhân gây bệnh. Đến đây về quan điểm nguyên nhân gây bệnh có ai hỏi gì không ạ? Nắm được cái nguyên nhân gây bệnh ấy, thì lúc đấy chúng ta mới phòng bệnh hơn chữa bệnh được ạ. Mà khi chúng ta biết là tất cả do ở tâm mình, đấy là nhận thức chưa đủ, thiếu nhận thức đấy, và ý thức chưa đúng. Tất cả nó chỉ dồn lại cuối cùng có hai câu là nâng cao nhận thức và sống có ý thức nữa. Nhưng mà để nâng cao nhận thức thôi là một cái hành trình, là một cái nhân duyên, là một cái căn cơ, là sự nỗ lực của chúng ta. Để sống có ý thức được thì phải tu có những cái khía cạnh của cuộc sống, là tu cả đời không xong được. Cho nên lúc đấy bắt đầu nó mới cần môi trường là thầy, là bạn, là sách. Đấy là cần một cái sự bao dung tha thứ của chính mình và của mọi người xung quanh. Về cái phần nguyên nhân gây bệnh này, xin các cái câu hỏi để giao lưu, để ai quan tâm cái gì thì nó dễ nhớ.
cái nguyên nhân mà đặt vấn đề theo xét là nguyên nhân gây bệnh ấy là của một cái nhà biểu sinh học tên là Brook Lipton. Ông đưa ra cái bài này, mà cái bài này có thể nói khi mà chúng ta nghe là chúng ta giải quyết trên cái tinh thần khoa học rất là hay mà kín hết luôn. Có ai có câu hỏi gì không để chúng ta chuyển chủ đề?